Đã được bắt đầu rồi. Một ba rồi. Bật trái lại ăn. Một phát. Hey!
Tiếp tục là giao lồng. Lực của Xuân Hiệu quá mạnh. Lại thi đấu cực kỳ mạnh mẽ. Đập cá hỏng luôn. Hai đều rồi. Bóng thì cực kỳ khó thắng được cho anh Việt. Giật rất tốt. Phòng thủ lúc. Ai tâm lý tốt hơn thì là người chiến thắng thôi. Rất tốt. Quá hay. Mười chín rồi. Một pha giao ngắn cực kỳ hay của Hiện. Zola đã giành chiến thắng 3-0 rồi.